Quý 1 năm nay, lần đầu tiên Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Singapore. Và thống kê cho thấy là hiện nay gạo của Việt Nam chiếm hơn 32% thị phần gạo ở quốc gia này. Và từ Singapore, phóng viên thông tin chi tiết. Theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang nước này đạt kim ngạch trên 36 triệu đô la Singapore, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay sáp hoặc chóc vỏ cũng chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính giúp Việt Nam trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Để duy trì bền vững vị trí đối tác lớn nhất, các doanh nghiệp nước ta cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm gạo và chú trọng quảng bá sản phẩm tại đảo quốc. Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng khuyến cáo cần có sự phối hợp góp sức của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác gạo giữa hai nước có thể sẽ là công cụ hữu hiệu để duy trì vị thế số 1 của sản phẩm gạo Việt Nam tại đảo quốc này trong thời gian tới. Văn Hiếu, thường trú truyền hình Việt Nam tại Singapore.